Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mẹ Peo. Hôm trước thì mình có triệu hồi hai bé dân làng đấy, con nhà người ta với cả là bạn đầu tiên đấy. Thì các bạn kêu là anh mày béo chỉnh sửa cái cổng đi, em tải mã của anh mà em không vào được nhà, anh để cổng thế này làm sao em vào được nhà. Ok, nhưng ngày hôm nay như đã hứa các bạn mình sẽ làm một cái cổng mới, nhưng mà tuy nhiên là hiện tại là đồ điện nó không chế tạo được các bạn ạ, thì rất là hạn chế, nó không biết là nên chế tạo những cái gì ở trong này đấy bạn ơi. Nó đồ điện bây giờ đâu có phong phú như ngày xưa đâu. Mình coi xem là hiện tại là mình có những cái gì nhỉ. Máy bắn thì không hay, không dùng cái bảng cảm áp này được nhá, bởi vì nếu mà dùng bảng cảm áp thì mấy cái con dân làm có thể đi qua được bởi lại, cho nên là không hợp lý đó. Dùng cái khối cảm ứng cũng không hợp lý bạn ạ. Ở đây mình có hai cần gạt, mình nên tận dụng như nào để sử dụng hai cần gạt nhỉ? Mình sẽ tận dụng hai cần gạt này để làm chắc là phải thế thôi. Dùng hai cái bờ gạt này để làm cửa khá là căng bạn ạ. Em không biết là nên làm như thế nào bạn ơi. Để copy xem nào. Từ từ nhá, mình có một thắc mắc. Mình nếu như mình làm theo kiểu cổng nước thì dân làng nó có đi qua không? Cái này hôm trước mình hôm qua mình test thử cái áo mới này đấm áo mới này chưa. Ok rồi thì ở đây là mình nên tính mình sẽ làm như thế này bạn, một cái cổng bằng nước các bạn ạ, bởi vì là công tắc với cả máy bắn đúng không, máy bắn thì mình có thể cho bình nước vào xong mình thả nước xuống ở lava không được nhá, lava dân làng chạm vào là nó cháy đấy. Mình không biết là dân làng nó có sợ nước không, nó có thêm nước nó có tránh không bạn ạ. Nó bình thường là người thường thì có thể bơi qua được, còn dân làng thì không biết nó có sợ nước không. Ở đây bình thường mình nhớ là dân làng gặp nước ở tránh ấy, nó sẽ tránh xa bạn ạ. Mình đang tò mò. Ok, ngày hôm nay các bạn hãy cùng theo chân mình xem là cái cổng nào sẽ phù hợp nhất với làng của mèo Peo bạn nhá. Mình cần một cái cổng nó hiệu quả mà nó đơn giản, chỉ cần chế tạo bấy những cái đồ mình có thôi, nó không thể là cầu kỳ như ngày xưa dùng máy xoay xong máy trượt các thứ được. Ngày xưa đồ điện rất là phong phú, chứ phải đợi Minua cập nhật những bản xong bạn ạ. Nó còn hiện tại thì chưa nhá, hiện tại thì Minua vẫn chưa có bản cập nhật khác, thành ra chúng ta vẫn phải chơi cái bản này thôi bạn ạ. Rồi mình sẽ tính toán thử nào, là một cái cổng bằng máy nước à? Mình nghĩ cũng khá là hay đấy. Mình sẽ cho bình nước vào đây đúng không? Về lý thuyết là như vậy bạn ạ. Nhờ, cho... Ngày xưa cho xô nước vào được, bây giờ cho bình nước biết được không bạn ạ? Xong rồi, mình... Không ổn rồi. Ngày xưa bình nữa là cho bình cho xô nước vào thì nước nó chảy ra bận ạ. Bây giờ cho bình nước vào nước nó không chảy ra bận ơi. Là cách này có phải không được đi lava hay sao nhỉ? Lava được không? Lava thậm chí nó còn chẳng chảy lava ra bận ạ. Ngày xưa mình nhớ là bỏ nước bỏ lava vào đây được nhỉ? Đúng không? Vậy là cách này có vẻ là không ổn bận ạ, phải test thử đã. Ok. Bây giờ cách này bây giờ nó không còn áp dụng được nữa bạn ạ. Nó ngày trước cái này được nhưng bây giờ hiện tại không. Ơ khoan, mình có thể không xài máy bắn luôn á, thậm chí mình có thể làm như này mà đúng không? Từ từ, mình hoàn toàn có thể làm bằng cách khác bạn ạ. Ấy, tại sao mình không nghĩ đơn giản hơn à? Tại sao mình lại nghĩ phức tạp ấy nhở? Bằng cách này thì nó Nó cũng được bạn, nó cũng ok đấy. Nhưng mà để coi thử làm nào, cho mình nghĩ hợp lý nha. Đây sẽ để lò xo hai bên, xong mình để nước ở trên. Nó cũng là một cái cách hay đúng không? Đây, mình đổ nước ở trên à. Như này, bố nó sẽ như này. Đó, đổ nước ở đây. Cũng hợp lý bạn ạ. Được đấy à. Mình thả ra như này đúng không? Được này. Nghe cũng có vẻ là hợp lý bạn ạ, được đấy nhờ. Rồi để coi xem là dân làng nó có đi ra ngoài không bận nhá, để test thử đã. Đây thì mình test thử em nè. Đầu tiên mình cần triệu hồi dân làng bạn ạ, mình cần triệu hồi dân làng đã.
Cái bạn ơi, test thử bạn ạ. Mình phải xem là cái dân làng này nó có sợ nước không, có đi qua cổng nước không. Nó không, mình nghĩ cách này khá là hay bạn ạ. Nó khá là thú vị chứ nhở. Ta phải tính toán thôi, bây giờ đâu có áp dụng cái khác đâu bạn ơi. Phải như thế thôi, biết sao giờ. Mình nghĩ là cách này cũng khá là hay bạn ơi. Nghe ổn đấy. Để coi bây giờ mình cần một cái đây cái này bật lại, xong rồi một cái đuốc. Bây giờ cái bật lửa đây, bật lửa bây giờ không còn chế tạo được nhá, mình không thấy bật lửa đâu, mình không tìm thấy bật lửa trong này, có nghĩa là bây giờ bật lửa tuyệt chủng rồi, chúng ta không còn chế tạo được bật lửa trong sinh tồn nữa bạn ạ. Thậm chí xong sáng tạo này, cho sáng tạo chẳng có bật lửa cơ. Chờ đợi bản sau thôi, xem bản sau là menu cập nhật cái gì bạn ạ. Tôi mới đang chờ đợi đây. Mình cần lấy dã nhân này tầm 3, có bật lại 3 con chắc ok rồi đấy. Chỉnh chơi tốn bật ơi. Đây bạn ơi. Ok. Cái bật ơi, rồi không lấy cái bùa xương này. Tạp vật đúng không? 3 cái cơ. Đúng ra mình nên thả nó trong này nhỉ, sao mình để nó ngoài nhỉ? Hay thôi mày, từ từ mày. Đúng ra mình nên thả nó ở trong kia, tự nhiên mình thả nó bên ngoài mất công là bế vào bạn ạ. Trời ơi, quên mất. Bảy nhộn. Ok bạn ơi, rồi. Lại đây, để ở đây. Đốt lửa lên. Nướng thịt, dã nhân, đó. Nó mới hợp lý bạn ạ. Cái này mới chuẩn này. Hai con thôi. Đúng như kiểu dân làng thì hai con bạn ạ. Mình thử hai con nhá, xem như nào nhá. Đấy, để coi xem là như nào bạn ạ. À, lấy sẵn cái mì ra bạn ơi. Mì đâu, mì sợi đây. Đó. Ok. Để coi xem là nên là nó có sợ cái nước này không bạn ạ? Mình đang tò mò đây. Nên là này nó có dám đi ra cái này không nhỉ? Nếu mà không thì ok bạn ạ. Ê, nếu thế thì mình cần gạt đấy. Từ từ nữa, nếu thấy cần gạt thì phải chỉnh sửa lại cần gạt bạn ạ. Ê, không được. Nếu thế cần gạt này mình phải để kiểu khác bạn ạ. Để kiểu này thì từ nữa. Mình phải tính toán cần gạt bạn ạ, cần gạt để này không được. Tình hình lần để cần gạt như này có vẻ là không ổn. Đấy này à? Đúng rồi, mình nên để cần gạt như này bạn, để đứng bên ngoài bên trong để mở được. Ôi, hợp lý bạn ạ, đó. Ok đấy, được đấy. Mình nên để cần gạt như này, các bạn có thể nâng cấp thành lava nhé. Lava thì có thể chống được cả quái dã nhân bạn ạ, nhưng mà thôi, nó khá là nguy hiểm bạn ạ, nó khá nguy hiểm. Mình nghĩ là không nên xài lava. Ok. Arigato. Ok bê. Khá kia. Dưa bừng à. Ok, mình sẽ thử để một cái dưa bên ngoài xem chúng nó có dám chạy ra ngoài không nhá. Dưa bừng công cụ hay gì nhỉ? Túi ngủ bây giờ là công cụ hay là gì ta? Ở đây. Đây. Mình để hai cái dưa bên ngoài bạn ạ. Ui mày chết đuối mất rồi bạn ơi. Thế này nhiều khi nó chết đuối bạn ơi. Ôi tôi phải cắm đuốc cho nó sáng nhá. Thế này nhiều khi mấy con này nó chết đuối bạn ạ. Ui mày có sợ nó chết đuối không nhở? Có vẻ nó không biết bơi ngoài bạn ơi. Nhưng mà sợ nó mấy con này chết đuối bạn ạ. Chúng ta phải tính toán ra. Ôi ơi, từ nếu thế mình phải bịt xung quanh bạn ạ, nếu không nó sẽ bơi hẳn ra ngoài anh kìa. Ok cũng được. À cái này nó... ôi ơi, từ bạn có thể đi vào đúng không? Bạn có thể vào trong đúng không? từ mới này bơi ghê quá bạn ạ, bơi ghê quá. Từ nữa để hôm bóng cái đấy. Từ cái này bơi kinh nữa nhở, bị ác vậy sao? Rồi, cái bình cứu thương đây đây. Mình để này đi. Đó. Thế này sao mà bơi qua nó bạn ơi. Nó mới sẽ làm như này bạn ạ.
mấy con này có vẻ như sợ nước ấy. Cái quan trọng là mình không biết là nó có bị chết đuối không đấy ạ. Nó cái mình lo là mấy con này nó có bị chết đuối hay không này. Em mình để cái giường nó gần hơn nhá, xem nó có dám ngủ không nhá. Ui, chúng ta phải tính toán thật kỹ bạn ạ. Bây giờ mà dân làng mà chết là rất là khó để triệu hồi để làm mới bạn ơi. Ok, mình để cái giường bên ngoài này, để đi. Đó. Ra ngoài bơi ra ngoài đi. Ủa, vẫn là bơi này. Mình sợ bơi ra ngoài thôi, bơi ra ngoài là căng đấy. Mình nghĩ nó cũng vẫn có thể bơi ra ngoài được, để mình tính toán nhá. Các bạn cứ để một lúc xem nào, để mình đợi một lúc đây xem là liệu dòng mấy con này nó có bơi được không, để tôi phải nghiên cứu xem đã. Ok, hiện tại nó vẫn chưa thể bơi ra ngoài bạn ạ. Có vẻ như mấy con này nó khá là sợ nước ấy. Mình nghĩ cách này ổn đấy bạn ạ. Cứ đợi thêm một thời gian nữa xem nào. Đó, phải đợi thêm một thời gian nữa để bỏ cái khóa thời gian đi này. Đó, ok. Để xem nha bạn nhá. A few minutes later. Ôi các bạn ơi. Các bạn ơi, con này nó bơi qua được, nó vẫn bơi qua được nè. Ấy chà chà. Vậy là cách này có vẻ là không ổn lắm, mà nó vẫn bơi qua được. Đó. Mặc dù cái cổng này nó khá là xịn để bơi, nhưng mà tuy nhiên là con này nó vẫn bơi được này. Ôi giời ơi, các bạn ơi. Bơi thì có vẻ như là cách này hơi hên xui, bật nó hơi hên xui. Có vẻ như cách này chưa ổn lắm bạn ạ. Tôi nghĩ mình cần một cách khác nhỉ. Chúng ta cần một cách khác bạn ạ. Nước này có vẻ là không ổn rồi. Mình coi xem nào, nếu mà không dùng nước thì nếu mà không xài nước thì chúng ta còn cách nào không nhỉ? Lò xo, mình nên tận dụng lò xo bạn ạ. Nước có vẻ là không ổn bạn ạ. Lava thì sẽ hay hơn đấy. Lava mà dùng để làm phòng thủ nhà, ok, rất là nguy hại bạn ạ. Rất là nguy hại dân làm bạn ạ. Chứ tôi không dám cho lava đâu. Lava là mấy con này nó bơi ra ngoài đấy bạn ạ. Ê mà khoan, nếu như mình để cái giường ở trong này thì không đến mức nào nữa. Nếu như mình để cái giường trong này thì mấy con dân làng chắc là cũng không bơi ra ngoài đâu đúng không? Tại cơ bản là do mình để cái giường bên ngoài, chứ nếu mình để giường bên trong thì con dân làng đâu mục đích gì đâu nhở. Thật ra cách này cũng khá là hay bạn ạ, cách này cũng khá là hay chứ. Cũng ok bạn ạ. Chắc là mình thử áp dụng và xây ở trong sinh tồn vài ngày đi nhở. Bởi vì nếu như mình mà để cái giường ở trong này thì dân làng nó cũng chả làm gì ra ngoài bạn ạ. Mà sao dân làng chạy đâu rồi? Hơ. Ôi, dân làng đấy làm gì chạy một phát từ đây vậy? Ủa hay vậy ta? Mình cũng không biết là nhưng mà nếu như mà mình không để cái rửa bên ngoài, mình để cái rửa bên trong thì tên là đúng là nó cũng không có mục đích gì để bơi ra ngoài cả bạn ạ. Mình nghĩ nó cũng không có dở hơi để nó bơi ra ngoài đâu. Đây đúng mình nghĩ đúng đấy. Được, tôi sẽ liều thử đi. Nếu mà không ổn thì mình sẽ sửa sau bạn ạ. Cũng phải thử chứ đúng không? Chúng ta phải thử chứ. Nếu mà không ổn thì chúng ta sửa cách khác sau. Mình vẫn còn nhiều cách khác các bạn, nhưng mà mình thấy cách khá là hay và đẹp nữa. Nó cũng khá là thẩm mỹ, cho nên tôi nghĩ cái cổng bằng nước này là ổn bạn ạ. Hiện tại nó khá là tối ưu, cho nên tôi thấy cái cách này là đáng để trải nghiệm thử. Đó. Mình nghĩ là ok. Rồi, trước tiên là cần đá một cái hố để đổ nước xuống. Đó. Ok, mình cần gỗ bạn ạ. Mình nghĩ mình làm bằng gỗ nhỉ. Chắc là bỏ gỗ thì xem là nhà còn dư gỗ gì không đó. Để coi. Đá nguyền rủa bẩn không nên bạn ạ. Không nên phải đá nguyền rủa bẩn á. Mình nghĩ xương rồng càng không nên bạn ơi. Còn bằng cái này à? Đá ngầm bạn đừng có nhờ đá ngầm được nữa. Cũng là bỏ đá ngầm đi cho nhìn nó ngầu đây. Nhìn nó ngầu bạn ạ. Được đấy. Làm đá ngầm đi hay còn đá khác không ta? Ê! Mình có đá hoa văn này đúng không? Tội gì mà không làm bằng cổng đá hoa văn nhở? Nghe hợp lý bạn ạ. Cái bình nước à, mình cần thêm một bình thủy tinh nữa. Tình hình là có vẻ như là hết bình thủy tinh à? Đây. Hết làm sao được? Đó. Hết làm sao được? Ok chưa? Vứt. Từ từ đi. Nhớ nàng đến điên. Ôi dồi ôi. Thư ngôn tình à? Em có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm không? Anh ăn không ngon nhưng ngủ sao cảm lại vậy? Ok, anh ăn không ngon nhưng ngủ như điên. Anh đi giày quên đi tất. Ăn sáng quên đánh răng.
anh dùng xăng vo gạo rồi, anh khờ khạo cũng chỉ vì yêu em thôi. Ngôn tình thì bằng ngôn lù, nhưng ngôn tình thì vứt. Tiêu Huyền ngay lập tức: tài liệu này không nên đọc nữa. Vứt. Ôi dồi ôi, ảo ba thật đấy bạn ạ. Ok thì bây giờ là báo chứ. Trời ơi, còn báo bạn ạ. Mình phải đợi hết báo ở đây. Xin thưa em nào. Hello. Mình có nên cấp đồ cho nó nhỏ không nên đâu. Mình cấp xem một cấp gì nó chặt nhà bạn ạ. Chặt nhà đấy, chặt gỗ, chặt cây là đi qua này nó nguy hiểm lắm. Mấy con dân làng này nó nguy hiểm lắm bạn ạ. Không nên khinh thường. Ok. Chứ tới bây giờ khung cổng đó. Là một cái khung cổng trước. Phải tỉa bớt cành cây à? Ờ, chắc là thế rồi. Ok nè. Đấy, nhìn cũng vẻ hợp lý mà ạ, được đấy. Đây, trên bên này sẽ để nước mà ạ, để nước ở trên này nhá. Đây là lò xo, đây phải là lò xo chứ, chỗ này phải là lò xo bạn ạ. Không để cái cần gạt ở đây, đúng rồi. Đây sẽ phải là lò xo, quên. Nước ở trên mới hợp lý, đó. Ôi. À, mình chỉ có một chỗ ngủ bạn ạ. Ừ, phải chế thêm chỗ ngủ rồi, từ. Mình nghĩ mình cần làm thêm một cái chỗ ngủ. Ôi, nếu thế thì tại sao mình không để cái lều này ở trên à? Ừ ha. Ôi bây giờ ơi, ừ ha. Ủa không nhở? Ủa được đấy. Ôi giời ơi. Thế mới để thêm một cái nữa ở đây. Đó, hợp lý. Một cái mình cầm theo người á. Mình cầm theo người khi nào cần mình dùng bạn ạ. Rồi bây giờ lấy lò xo bạn ơi. Lấy lò xo đã. Ờ, lò xo đâu nhở? Ê tránh ra bạn ơi, cho mình lấy đồ cái được không? Lò xo bạc kín à. Cái lò xo bạc kín này khác lò xo vàng nhỉ? Mình không biết cái lò xo này có khác gì lò xo vàng không, chắc mình nghĩ cũng thế thôi. Chắc là cũng không có khác biệt gì nhiều đâu. Còn bị sao vậy? Em không đi được à? Ê đi đi bạn, không đi được à? Kẹt à? Ôi, mấy con này bão biết chừa nhà tránh bão kìa, khôn vậy. Ê chà chà, thông minh đấy, đúng là con trai của ta. Được. Thông minh đấy. Ok 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 ok. Ờ, đổ nước ở đây đúng không? Từ nha, đấy đập đi này. Đó, để cần gạt ở đây này. Hai cái cần gạt ở đây. Ok, rồi. Ờ, mình cần cho nước mà đại bề cần nước nữa. Tỉa bớt lá cây này. Hợp lý đấy. Đây không được nhá, từ từ. Cái này là hơi sai này, bỏ đi này. Đó. Đây nước sẽ đổ ở đây đúng không? Nước sẽ đổ trên phần này. Ôi, khiếp cây nhiều thế, tùm luôn. Đó, hệ thống ngụy trang bạn ạ. Ok, ok. Thật ra mình nên làm thay đường đèn á, thay hai bờ đèn này hay hơn đấy nhỉ. Từ, mình về lấy đèn, lấy băng gương gì đi. Mình về mình lấy mấy cái đèn trang trí bạn ạ. Ờ, để coi em nào. Băng gươm hay gì nhỉ? Đây đúng không? Ờ, đây em được đấy. Đây đèn gỗ đi nhỉ? Đèn gỗ cho nhìn nó cổ kính bạn ạ. Hợp lý đấy. Ok ok bạn ơi. Ê, mình lấy này luôn nhá. Đó, tượng thần rừng mưa. Ôi, vừa mới mưa xong mà lại mưa tiếp. Mệt mỏi thế nhở?
Ôi dồi ôi, tôi còn có 86, bây giờ còn có 85 pháo hoa này. Trời ơi, gần hết pháo hoa bạn ơi, kiếp thật tốn kém thế. Xem bọn tôi ở đây là hơi bị tốn kém bạn ạ. Từ từ nha. Hơi kỳ nha. Mình nghĩ là chúng ta nên để nó như này này. Làm cái này đi đã. Mất cực hào luôn à. Đó, làm cái này đi đã. Ok bạn ơi, để lại cần gạt này. Để cần gạt hướng này đẹp ấy nhở. Ok đâu rồi. Hết hồn. À bởi nhìn nó không đều vậy, nhìn nó không đều lắm, tao bỏ lại thì vậy. Để này đi. Đó. Để coi em nào. Mở lại cần gạt này. Cái cổng đúng không? Bây giờ để nước ở trên à. Có ngọc ấy, có ngọc chứ, đúng rồi. Không ngọc à? Như hên xui bạn ạ, hên xui sao á? Đây có ngọc này, ok rồi. Bây giờ tính toán đổ nước bên đây, đổ nước nào, đổ kiểu gì nè. Hình như bởi chỗ này là phải bị lại hết bên này à, đúng không? Để nước nó không tràn ra bạn ạ. Đúng rồi, đây. Kiếp thật cổng cảnh thế nhở. Cái bờ chuẩn đấy, rồi. Bây giờ mình nhìn nó thô nhở. Trông nó cứ thô của gì bờ ạ. Hình như cái này đâu cần thiết không? Cái này đâu cần thiết đâu. Nước đâu chảy em bờ, đúng rồi, nước đâu chảy ra đâu. Đúng rồi, ngay đâu cần thiết đâu. Chỉnh sửa lại một chút nha. Đây, bỏ ai đi này. Nhìn cho nó bớt thô bạn ơi, nhìn nó hơi thô ấy. Cái này là phải bị chặn rồi này. Để coi em nào. Ok bạn ạ, rồi, múc nước á. Cứ múc nước ra tính sau nha. Múc thêm bình nước nữa bạn ơi. Dám múc nước ra. Phải tính toán bạn ạ. Các bạn có thể thay bằng lava nhá. Hoàn toàn có thể thay nước bằng lava nếu như trong trong làng các bạn không có dân làng á. Nếu mà không có dân làng thì thay lava cũng được bạn ơi. Lava sẽ chống cả dã nhân các thứ bạn ạ. Nhưng mà mình xây ở đây là dã nhân đâu, mình làm nhà ở trên thì nhỉ? ở gì á, nhà ở giữa đảo hoang này làm gì có dã nhân, không sợ bạn ạ. Cái bạn ơi, rồi. Nó thêm 4 góc này không cần bạn ạ, em cũng không cần này. Cái này thật ra cũng không cần thiết phải làm này. Đó, mình thể bỏ bộ góc đi này. Đúng rồi, bị chuẩn luôn. Nó chỉ cần thế này là ok bạn ạ. Rồi. Đó, uầy. Quả cổng nhìn uy tín phết nhờ. Trông được của nó bơi, được của nó chưa? Uy tín chưa? Mình hoàn thể bơi ra, các bạn thể bơi ra ngoài nhá. Nhưng mà dân làng như ta không bơi ra ngoài đâu. Bị bom là như vậy. Mong là dân làng nó sẽ không bơi ra ngoài bạn ạ. Tôi hy vọng là như thế. Cái này một cành cây mình ghép vào đâu nhở? Ghép vào đâu ta? Mình cho đẹp nhở? Được đấy. Đó, nhìn cho đẹp bạn ơi. Từ đây ghép cái cây lại bạn ơi, ghép cái cây lại thì nhìn đẹp. Nhìn nó khóc cạnh một tí. Đó, ôi bồi. Nhìn được của nó nhờ. Cho mình cũng ra gì đấy. Đó, ôi. Thêm một tí lá cây bạn ạ. Đó, dân làng chắc bọn nó không biết đường đi qua đâu. Mong là như thế bạn ạ. Tôi cũng mong là như thế.
cái bên hữu ơi, nhìn cả cổng trông chiến chưa, đẳng cấp chưa, bấm like cho mẹ béo chứ còn gì nữa. Các bạn hoàn toàn có thể thay cái nước bằng lava nếu như bạn muốn nâng cấp. Ví dụ các bạn xây, các bạn xây làng ở ở những các bạn xây làng ở sa mạc, ở chỗ nào đó ở đất liền chẳng hạn, có rất là nhiều dã nhân, rất là nhiều con xung quanh, thì các bạn hoàn toàn có thể thay nước này bằng lava, rất đảm bảo không con nào dám đi vào luôn, mà đi vào cũng không có sống nổi bạn ạ. Nó nhưng mà tại vì do mình có dân làng thôi, với cả trên đảo hoang này làm gì có dã nhân đâu bạn ạ, đâu sợ dã nhân đâu. Tôi có muốn có dã nhân mà không có bạn ạ, thật ra một cái hàng rào gai cũng không thiết này, bởi vì mình không thấy có một con dã nhân nào đến đây bạn ạ. Đó thì mình nghĩ rằng là nước là hợp lý bạn ạ, là ok rồi đấy. Mong rằng là sau này Mini World cập nhật dã nhân ở đảo hoang chơi cho nó sống động rồi nè, chứ không có dã nhân thì hơi bị kỳ vậy đấy. Nhưng mà nhìn đẹp rồi, bạn thấy trông nhìn xịn chưa? Hello, đầu tiên qua đây chơi. Nó sợ nước bạn, nó không dám đi qua đâu. Nhìn nước này nó sợ ngay bạn ạ, nó không đi đâu. À từ nè, khoan, mình nên bịt cái trên này bạn ạ. Từ phải bịt cái trên này lại đấy. Mình nghĩ là chúng ta nên vì á, mình sợ nó bơi lên trên này này, nó bơi trên này được bạn ạ. Đó, mình quên mất đấy, mình quên mất cái này đấy. Cái này bởi xe bằng xanh được không nhở? Cái này được không nhở? Ôi hợp lý bạn, ôi hợp lý đấy, trông cũng được phải bạn ạ. Hợp lý nha, quả cổng này ok bạn ạ. Rồi có đèn trên đường dưới, ui buổi tối nhìn sáng chói lắm bạn ạ, đẹp đấy. Dân làng chắc chắn nó sẽ không đi qua đây đâu bạn ạ. Ok, chắc là video xin phép được kết thúc thôi. Chắc là tập sau mình sẽ cho dân làng làm nông trại thứ nữa bạn ạ, cho làm nông nữa đó, cho nó hạt giống được thứ. Ủa gì đấy, ủa sao nhảy qua được vậy, hack à? Cái gì đây? Ủa sao nhảy ra được? Tôi khoan, nó hack bạn ơi. Con này nó hack rồi. Ủa sao nó nhảy qua được vậy? Tôi được đâu? Nó nhảy kiểu gì lên vậy bạn ơi? Ảo thuật à? Ai nhảy đến đây à? Nhảy đây xong nhảy lên trên à? Ôi lấy, nhảy bình thường là không thể nào mà nhảy được bạn ạ nè. Phải nhảy kiểu hai bước lên được cơ. Đó. Ảo ba tên à? Vi diệu nhờ ơi, quả hàng rào bình thường an toàn rồi mà sao nó nhảy bạn ạ? Sao được vấn đề qua nữa, chắc phải thêm một lớp nữa bạn ơi. Bình hình là căng quá bạn ạ. Ui, sao mà nảy ra được vậy men, căng vậy men. Ơi, nguy hiểm nha, không ổn nha, không ổn nha. Ủa, chưa. À, mình bị xuyên tường kìa, tôi bị xuyên tường bạn ạ. Ok bạn ơi, căng à Ben, ghê nha. Nguy hiểm bạn ơi, nguy hiểm nha. Tôi phải nghiên cứu lại cái hàng rào bạn ạ. Không thể làm được tự nhiên nó có thể nhảy qua được nhở. Ô này bình thường người thường nhảy phải bấm hai block mới lên được bạn ạ. Con là mình hơi bị mờ ám nha, ngủ chưa? Ok, chung là hai ngủ rồi bạn ạ. Ok, cái mình nghiên cứu sau nữa, nhưng mà trông nguy hiểm ấy nhở. Không biết cái tường nước này có phòng thủ ở bao lâu bạn ạ. Ok, nhìn chung là nó cũng khá là uy tín bạn ạ. Ok rồi, chắc là video xin phép được kết thúc thôi bạn ơi. Các bạn có cái đó gì muốn mẹo béo làm giúp mình nữa thì hãy để lại bình luận phía dưới bạn nhá. Bạn nào có mắt nào hay, mắt nào vui thì cứ gửi lên trên nhóm gia tộc mẹo béo không béo, hoặc là gửi email cho mình nhá, 5peo239a@gmail.com. Ok, xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.